để nhất tôn quan thịnh mời, để nhất tôn quan lại làm chắc giang từ trung uy hùng mời. Vinh phong
Trong tam cõi cửu châu vòng bay, kiều quan lớn về đổ quốc thái dân an, khâm thừa sắc lệnh we'll be right back.
song nhang thập diệu quang minh chứng đàn duyên ngã tứ tầng tung giang mà kim phục hoàng thân vật thánh chúa tiền trung đường có giữ dâng lên hôm nay bàn giữ dâng lên quán về tố đối chép biên dành dành về cho đời chữ trường cửa nhà phú quý khang đinh thọ trường phê cho dũng mạnh đôi đường nhắc dây hỏa phúc nghe
cần người tội công có phèn tới sân dòng mời chồng chồng Yeah.
đẹp mề lại thơm hương cũng ngát màu trắng son ngọc trắng nào thua cứ hay hay mọi vẻ mọi ưa tạo hoa khéo điểm tô lên tròn vẻ sẽ ra thái tử đề tam ba thỉnh mời thái tử đề tam ni hùng bi diện màu long long nhàn gì thường thank you.
lớn lên ngàn xuống biển lành giang. Phục sự hách.
quán xuống biển lành giang từ quý địa danh nam đền thờ quán tán bạc kiệu vàng long môn hồ bàn thạch bàn chép tòa lành giang thắng tích nhé thường đắm thần người thường
quân ngày 24 tháng 6 sùng thần hòa chung làm bắc muốn dân dân đi đảo cầu. Giang Tân Doanh Ngân Sở Bắc ánh vầng hồng hồng soi ra Nam Minh, người con vua Thúy Quốc Độc Đình để tam thái tử giáng sinh để đền rồng. Đăng đăng tuần lạnh là nơi quan đi về. Trải giang khê lên ngàn quan xuống bìa, lạnh giang từ quý địa danh là đến thờ quan tán tía đi ngài bàn long long châu hổ phục thạch bàn uy. Thank you.
thập cờ diệu quang minh chứng đàn duyên ngã tư tòng cung giang mà kim phụng hoàng thần thần thánh chúa tiên trung vương văn sơ dâng lên thượng lai văn sơ dâng lên nam tào bắt đầu chùa phê rõ ràng phê cho để tử dương sinh chư phú chư quý khang ninh thọ trường phê cho vững mạnh đôi đường
cơ quan tuần bây giờ chẳng chẳng sáng anh đi trước là bảo hộ gia đình sau ra thu chóc mơ tả tình phen lầy ra trần thế bên tay có giữa dâng lên hôm nay vàng giữa dâng lên qua về tô đối che biên mảnh về cho đôi chữ trường sinh đôi chữ trường sinh phê cho đôi chữ trường sinh nghe cửa nhà phú quý khang linh thọ trường phê cho dũng mạnh đôi đường nhị từ khang đường phê cho nhị từ khang đường gia trung thịnh vượng đời đời ấm no độ no người đánh đông dẹp bắc bắc mà cho à nước nhà bốn phương đều ô ca lạy quan quan trường nghiêm chỉnh trước sau lòng quan lớn vì đẹp quân bạo cường quyết mở đường cho dân an quốc thái
sông tranh cứu dân độ quốc.
nhớ công ơn quan ơn chúng con lập ngôi đền thờ để cho con cháu lương nhờ bóng quan lớn tuần tranh. Múa đôi bên quan tuần chắc sáng ngự trên sập công đồng. Cầu phúc đắc phúc bản thân được điều hòa. Quan kim chi tam giới các tòa quan về giá ngự sướng ca điện tiền lấy chữ thập cải thành chữ phù hộ họ Nguyễn Thiên Xuân đi thọ trường. Một nguyện giáng phúc trừ tai đồng gia tin chủ ai ai cũng thịnh cường. Hai nguyện buôn bán trăm đường tiền tài lưu loát bạc vàng để đa
dân an, qua cơn binh lửa dân gian được thái bình. Lâm nguyện được sống dài lâu, nhờ ơn quan lớn được phúc lâu giàu bền. Sáu nguyện chắc chắn sáng bản đền, phù hộ đệ tử được đời vinh hoa. Cho bảy nguyện phúc đẳng đẳng hà xa, tai ương hà ách tống gia này hải ngoại. Tam nguyện được gái trai đầy một nhà phúc lộc lộc nên để đa. Chín nguyện dẹp bớt can qua, dân dân giàu nước mạnh quốc gia nên thịnh cường. Quan độ cho tới nguyện thứ mười, con cháu cháu được đời đời vinh hoa. Đến kỳ cung cờ bay lăng vẻ, dưới thủy lệ luộc rẽ làm đôi. Đung 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 lội chân chân phong lôi, thấy trên mặt nước một đôi ông bạch bạch xa. Về cô quân tìm nhà hữu phúc, thử lòng người trong lúc lánh thân. Tháng hai vừa tiết trung tuần, ông bà lông lão mộng thần ưng ngày. Giấc mộng tình mới hay sinh lạ, đôi lòng xa từ cửa đôi bên. Lòng xa kỳ dị thảo hiền, từ khi xuất hiện vui thêm cửa nhà. Tam nguyệt hạ kê nga tận duyên, thương lòng xa không biết tính sao. Khó khăn âu cũng tính nhiều, tàu gà nuôi rắn không dùng đi thổi lại. Lệ luôn lệ đắng cay xiết kề, thương mong xa tự thể thương thân. Khấu đầu tạ trước công môn, xin đem đôi rắn thả luôn giữa dòng này. Bỗng một trận phóng ba bão táp, ba quân đều hoảng hốt sợ kinh. Hỏi ra mới biết oai linh, truyền bày hương án lễ trình bên sông. Quan lớn quần tranh người lấp liệt như thần dựng hàng hộ quốc lên công đi hàng đầu. Tình quan về chắc đã đàn duyên
quan lớn về tới Linh Gia quốc phủ họ Nguyễn thiên xuân dài thọ bát hải động đình người con vua bát hải động đình đào tôn quan điều thất thất anh linh giang thượng triệu là người con vua thứ hai đời Lê Thái Tổ hoàn thành thành trời đình vui vẻ đền dòng sơn máu mai châu đế nhất vui vẻ đền dòng ngày chơi phủ chính chính nhớ lầu hồng hồng châu đế nhất vào ra tiên thánh trên ngàn tiên dòng văn tiên thánh trên ngàn đồng đồng cuồng tuần tuần con giáng đàn chung đây trên nề thượng ngàn gió cuốn rung cây ý à ý nghi à ý à, ý à.
đua tiền thỏa sáng soi lên lầu châu đẹp làm sao à. Ngày mười cho chín ngày năm năm
hai phút chờ đồng đăng kỳ lửa chờ nhanh nhanh chân kẹo chờ về chưa bán hàng hết lại mua hàng lụa dày bán cho tiền tốt lụa dày bồng lộc cho lắm về đây cho nhiều bán cho đồng dài nhất sang nhiều Yeah.
cầu. Đêm thanh vang nghi xa châu hổ phục trước cửa đền, có tung cúc đua tươi. Thank you.
soi cho chim lạc tổ tìm đường về chuyến phi cao. Đêm này ngựa trước hòn đảo. Nước tung trăng xóa đôi dòng thác
reo nước suối chảy gì dầm dọc rạch ngồi để thờ tùng bách phật phấn phơ đi à. Vẫn là vô đầu ngành nhà